Dạ mến chào cả nhà nha, chị Loan vừa về tới luôn. Ồ, bông hồng đẹp quá chị Loan ơi. Bông hồng đẹp quá trời luôn. Kè. À, chị Loan cùng chị Bùm Bùm vừa về tới cả nhà. Thấy chị Loan chạy thấy xe cưng quá trời luôn. Giao hàng không được nhiều sắm sắm đồ À. chợ. Ủa chị Loan mở shop mới bên Trường Sa hả chị Loan? Đúng rồi. Quá tuyệt vời ha. Không ra, không ra, không ra, không ra. Đây, fan của chị Loan nha. Có cà phê mà sập chỗ kìa, coi làm tiếp thôi. Đúng rồi, không ra. Cảm ơn chị nha. Tuyệt vời nha. Loan gặp chị Loan, chọc chị Loan xíu rồi vui. Mua đồ luôn đi cô. Cha anh ta chết phải hả? Bà, hả cháu làm gì ăn của anh ta, em làm gì ăn của anh ta? Hả? Ăn không sợ ung thư cổ họng không? Không sợ ung thư miệng hả? Không sợ ung thư tử cung hả? Cô này cũng từ sáng giờ bức xúc nhiều lắm rồi. Fan rất là hâm mộ gì chị Loan. Bức xúc nói chuyện thôi cả nhà. Ai mà ăn tiền của cha người ta chết á, không? Là bị ung thư miệng, ung thư cổ họng, ung thư lưỡi, ung thư tử cung, ung thư xương, ung thư tỷ. Tiền của cha người ta ăn không biết dơ tẩm hả? Dạ thì chị Hồng Loan cũng vừa về tới cả nhà. Dạ thì chị vừa đến thì có một cô quận 7 đến và vào bên trong phải nói là ủng hộ chị Hồng Loan rất là nhiều. Tại vì chị cũng có tâm sự. Chị nói là hoàn cảnh của chị Hồng Loan rất là giống chị. Dạ thì chị đồng cảm và cũng như là chị yêu mến chị Hồng Loan quá trời luôn. Ngày nay xuống đây chị tưởng là ngày 5 tháng 1 năm 2024. Chị tưởng là ngày nay là ngày thẩm định nữa cả nhà. Nên chị xuống đây và chị dạ mến chào cả nhà nha. Hiện tại thì có một chiếc xe du lịch 7 chỗ vừa đến cả nhà. Còn có một cô rất là dễ thương luôn. Vừa đến bên trong. Hôm nay cũng quay và chia sẻ cả nhà mình xem. Đấy, xe rất là đẹp luôn, Mazda rất là đẹp. Đó. Thì sáng sớm hôm nay là xe cũng rất là đông rồi cả nhà. Chị Hồng Loan thì cũng vừa về thôi cả nhà. Hiện tại là chị cũng đang mở thì một chi nhánh mới ở bên lát nữa thì Hậu Nhân sẽ chia sẻ cả nhà mình xem ha. Tới đó quay và chia sẻ cả nhà mình xem. Thì hiện tại bây giờ thì Hậu Nhân quên cái địa chỉ nó nằm ở đâu rồi. Đó thì tí nữa Hậu Nhân sẽ chia sẻ cả nhà mình xem. Chú Chánh này cả nhà. Dễ thương lắm luôn. Dạ thì Hậu Nhân cũng đang ở bên ngoài thì cả nhà quay vào bên trong để chia sẻ cả nhà mình xem. Dạ thì bên trong là chị Bùm Bùm. Cũng như ở Thành Mỹ cả nhà đang ở bên trong. Đó, chị Ngọc thì đang bán hàng cho khách cả nhà. Cô này ở ở dưới dưới quê lên cả nhà, mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan. Phải nói là cô rất là yêu mến nghệ sĩ ưu tú Linh, cũng như là yêu mến luôn con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đến đây và ủng hộ chị Hồng Loan. Chị cô đang mua lựa và lựa chọn rất là nhiều luôn cả nhà. Dạ thì bên trong là chị Bùm Bùm nha cả nhà, cùng với lại chị Ngọc. Chị Ngọc mẹ, chị Ngọc thì lúc nào cũng ở bên trong và cũng như là tiếp đón khách đó cả nhà, cũng như thanh toán tiền đó. Thì cô đang thanh toán tiền thì đưa cho chị Ngọc. Nhìn cô rất là hiền luôn cả nhà, mà tướng rất là sang trọng luôn á. Cô xong rồi cô chuẩn bị ra đây cả nhà, mình hỏi thăm cô tí ha. Dạ chào cô. Dạ cô dễ thương quá trời luôn. Mình từ đâu đến cô? Ở Kiên Giang. Ồ Kiên Giang ở đây luôn hả? Kiên Giang. Trời ơi dễ thương quá trời. Tại vì cô
ngày nào cũng coi. Dạ. Coi có khi coi được vô, có khi nó buồn ngủ thôi. Vậy hả? Trời ơi. Cô cũng mệt gì lo, cũng coi. Anh đi qua kia uống cà phê rồi ạ. Dạ. Dạ. Bữa nay đi khám bệnh á. Dạ. Cảm ơn cô đã ủng hộ cho. Con chúc cô nhiều sức khỏe, có nhiều thành công. Coi tưởng đâu bữa nay là cái ngày thánh định thứ ba gì đó, ba lần ba gì đó mà không. Dạ. Có. Dạ chưa à. Dạ cái đó là thông tin chuyện thì bởi vậy có nghe nghe nói là phải rồi. Sợ lên cái gặp chưa hồi cái lần đầu á. Lần đầu cũng có lên cái đi ngang đây là lần đầu tiên á. Dạ. Ghé không được. Có nghĩa là mấy ngày thẩm định là hình như là ngày không có. Thẩm định lần đầu á. Dạ. Bây giờ là mình về dưới quê luôn hả cô? Cô qua còn ghé bệnh viện. Dạ. Con chúc cô sức khỏe, mình đang nghe. Dạ. Bác Tài đã lên. Bác Tài lên. Bác Tài lên xe. Đó, mở cửa rồi đó. Dẫn là coi à. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Con là già giàu thiện như lóc. Anh đi vô coi, cho nó tâm chỉ phố vậy. Dạ, anh. Tâm chỉ phố với gì đó là một thân đó. Cô coi tâm về phố với ai? Tên gì? Tên gì? Mạnh lắm luôn. Dạ dạ. Cảm ơn cô nha. Tại vì cái tên đó cô không nhớ nổi luôn. Ấy. Dạ hiện tại thì cô ở xa, rất là xa, thì đi sẵn đi khám bệnh cả nhà thì cũng lên đây và rẽ mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan luôn. Đó thì giờ cô phải trở lại bệnh viện tiếp cả nhà để mà chuẩn đoán khám bệnh và lấy thuốc á. Thì xong thì cô sẽ đi về dưới. Dạ thì hiện tại thì chú cũng đến đây cả nhà, rước bé Su đi học. Dạ thì hồi nãy đã đưa về rồi thì về cho bé ăn uống và như là tắm cho nó mát xong rồi thay đồ mới để mà lát nữa đi học tiếp đó. Chú này là chào chú nha. Dạ dễ thương quá. Chú là một người chú là chuyên đưa đón bé Su đi học. Dạ. Và cũng như là chị Hồng Loan rất là tin tưởng yêu mến chú, giao bé Su cho chú đưa đón, đưa đi rước về mỗi ngày. Đó. Chú thì cũng ở gần đây cả nhà, chú rất là hiền luôn và nói chuyện rất là dễ thương. Từ hổm hậu nhân cũng có nói chuyện chú một tí, nói chuyện chú nói chuyện nghe hay lắm cả nhà. Dạ, cơ bữa nào chú rảnh thì hậu nhân sẽ chia sẻ nhà mình biết tiếp nha. Dạ. Thì tí nữa hậu nhân đi quay shop mới của chị Hồng Loan thì cũng sẽ chia sẻ cả nhà. Rất mong cả nhà yêu mến cũng như là theo dõi, ủng hộ kênh. Hậu nhân xin chân thành và đại chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Chúc cho cả nhà mình á thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Dạ, hậu nhân xin kết thúc clip nha cả nhà.